một cái có tồn tại một cái không tồn tại mà mình lại viết nó bằng nhau thì rõ ràng là không hợp lý do đó là trong những bài mà chúng ta xét tính có đạo hàm thì chúng ta sẽ không viết là f phẩy tại x 0 bằng cái lim mà mình chỉ xét riêng cái lim thôi Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Eureka Chúng ta tiếp tục bài học về toán cao cấp, giải tích chương số 2 đạo hàm và vi phân. Và trong video này chúng ta sẽ làm việc với dạng bài toán tính đạo hàm và định nghĩa. Thì trước khi sang phần bài tập vận dụng thì mình sẽ điểm lại một chút về uh, lý thuyết về các công thức ở phía dưới uh, Đầu tiên là về định nghĩa của đạo hàm Chúng ta xét hàm số y bằng fx xác định và phải liên tục trên khoảng AB Khi đó chúng ta xét điểm x0 thuộc vào khoảng này Thì đạo hàm của hàm số tại điểm x0 ký hiệu là f' tại x0 Thì so sẽ bằng giới hạn hữu hạn của tỷ số delta f chia cho delta x Delta f tức là thay đổi của hàm số khi mà x nó thay đổi một lượng là delta x Ngoài kiểu là f' tại x0 ra thì chúng ta còn một số dạng ký hiệu nữa. Y, uh, Df, cho Dx, uh, Di, cho Dx. Chúng ta có thể viết uh, cái biểu thức định nghĩa dưới dạng. Dưới các dạng biểu thức như thế này nữa. Thì chúng ta quen thuộc theo kiểu nào chúng ta sẽ làm theo kiểu đó. Mình thì mình thấy thuận tiện nhất là cách viết cuối cùng. Tức là viết theo x tiến về x0. Ngoài ra chúng ta biết rằng khi giới hạn nó tồn tại. Thì giới hạn trái và giới hạn phải bằng nhau. Thì có nghĩa là delta x tiến tới 0 trừ và delta x tiến tới không cộng hai giới hạn một một phía đấy hai dạng một phía đấy nó phải bằng nhau điều này kéo theo cho chúng ta hai cái định nghĩa nữa về đạo hàm một phía đấy là nếu giới hạn trái tồn tại hữu hạn chúng ta sẽ có đạo hàm bên trái ký hiệu là f phẩy và cái dấu trừ ở dưới chân bên phải nếu tồn tại hữu hạn thì chúng ta sẽ có đạo hàm bên phải f phẩy thêm dấu cộng ở dưới chân đạo hàm tại điểm tồn tại thì đạo hàm trái và đạo hàm phải tại điểm đó phải bằng nhau. Còn nếu khác nhau thì là sẽ thì không tồn tại đạo hàm tại điểm. Chúng ta chỉ có đạo hàm bên một phía thôi. À, chúng ta tổng kết lại có những công thức như này. Đầu tiên là về ký hiệu của đạo hàm tại điểm x 0 và điều kiện để tồn tại đạo hàm tại điểm. Phía dưới là công thức định nghĩa đạo hàm tại điểm x 0 Còn hai công thức dưới cùng là đạo hàm một phía. Thì chúng ta nhìn biểu thức định nghĩa chúng ta thấy rằng Tính đạo hàm bằng định nghĩa có nghĩa là chúng ta sẽ tính giới hạn thôi. Và các phương pháp phổ biến ở đây là chúng ta sẽ sử dụng vô máy tương đương kèm theo các biến đổi đặc trưng của hàm số. Chúng ta sẽ vào ví dụ luôn. Ví dụ đầu tiên yêu cầu tính đạo hàm tại x bằng 4 của hàm số này. Nhưng mà chúng ta phải tính bằng định nghĩa, chứ không phải là tính bằng uh, quy tắc sau đó chúng ta thay 4 vào đâu. Tức là chúng ta phải tính theo giới hạn phía dưới này. Với x0 bằng 4 chúng ta thay 4 vào. Sau đó để tính được giới hạn này chúng ta phải cụ thể hóa biểu thức ở trên tử. f(x) chúng ta sẽ thay bằng căn bậc 2 của 2x cộng 1, còn f tại 4 dễ dàng thu được kết quả là bằng 3. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái giới hạn này thì nó có căn nên chúng ta sẽ nhớ tới phương pháp nhân liên hợp. Thế còn bạn nào mà dùng L' hay là L' ở đây là không được, tại vì chúng ta đang phải tính bằng định nghĩa. Nếu mà tính như thế thì khác gì là tính quy tắc đâu chúng ta không dùng lobitan trong những dạng bài này nhá hạn chế hạn chế hết mức khi nào mà không còn đường nào nữa thì chúng ta mới sử dụng lobitan bây giờ nó căn bậc 2 chúng ta sẽ nhân liên hợp bậc 2 và biểu thức liên hợp bậc 2 của dạng a b nó là a cộng b ở đây thì căn bậc 2 của 2x cộng 1 đóng vai trò là a còn 3 đóng vai trò là b chúng ta có thể nhân liên hợp hoặc là biểu diễn như này thì sau khi nhân liên hợp chúng ta sẽ có thể viết lại cái a b thành à A bình trừ B bình chia cho A cộng B. Đấy, tức là nhân cả tử và mẫu về A cộng B đấy. Ở đây chúng ta sẽ thu được là trên tử A bình nó là 2x cộng 1, B bình nó là 9. Và chúng ta dễ dàng thu gọn được là 2x cộng 1 trừ 9 đó là 2x trừ uh, 8. Sau đó chúng ta rút 2 ra. Đúng không? Thì thấy là x trừ 4, x trừ 4 ở trên tử giấy mẫu này nó có thể triệt tiêu nhau, chúng ta cho nó bay màu đi thay 4 vào chúng ta sẽ không còn là dạng vô định 0 trên 0 nữa mà nó ra cái số cụ thể luôn và bằng 1 phần 3. Đôi khi chúng ta phải gặp cái yêu cầu kiểu như này. À, chúng ta phải làm tổng quát thôi. fx nó vẫn là căn bậc 2 của 2x cộng 1 còn f tại x0 nó là căn bậc 2 của 2x0 cộng 1. Thì lúc này chúng ta vẫn sử dụng phương pháp nhân đề hợp. Với a thì là 2x cộng 1 còn b nó là 2x0 cộng 1. Rồi chúng ta nhân đề hợp vào thì sẽ được là trên tử là a bình trừ b bình dưới mẫu là A cộng B. Thu gọn tử số chúng ta sẽ được là 2X trừ 2X0. Và nhóm 2 ra ngoài chúng ta thấy là uh, X chứ X0 này nó cùng nhau nó triệt tiêu được. Đúng không? Bỏ nó đi. Thì lúc này giới hạn chúng ta chỉ còn lại là 2 chia căn bậc 2 của 2 cộng 1 cộng căn bậc 2 của 2X0 cộng 1. Và thay X0 vào nó không còn dạng vô định nữa. Chúng ta sẽ thu được là 2 chia cho dưới mẫu. Và sau đó thu gọn một lần nữa chúng ta thu được kết quả cuối cùng là một chia cho căn bậc 2 của 2 x không cộng 1 Chúng ta có thể uh, kiểm tra lại bằng quy tắc đạo hàm căn u đạo hàm bằng u phẩy chia 2 căn u. Đấy, sau đó chúng ta thay x không vào thì cuối cùng nó ra thế này thôi. Và cái cách làm tổng quát này cũng là cách mà chúng ta giải quyết những bài toán yêu cầu chúng ta tìm công thức đạo hàm. Ví dụ tìm công thức đạo hàm của arcsin, của arccot, arctan, của log Nepe của em mũ. Ở kết thúc ví dụ này, chúng ta sẽ sang ví dụ số 2 tính đạo hàm tại điểm x bằng 0 của hàm số này. Hàm số này gọi là dạng hàm bổ sung để xác định. Ở trong đó biểu thức phía trên là cho trường hợp x khác 0, biểu thức phía dưới thì nó không có biểu thức nào cả, nó chỉ có giá trị duy nhất bằng 1 thôi. F tại 0 thì bằng 1. À, chúng ta sẽ vẫn sử dụng định nghĩa để tính ở cho bài này. Bởi vì ở điểm x0 nó không có biểu thức, chúng ta không thể đạo hàm rồi thay nó vào được. Không phải là 1, bằng 0, sau đó đạo hàm đây bằng 0 đâu. Làm như thế là sai đấy. Uh, x nó bằng 0 thì nó thay vào x0 bằng 0 ấy. Sau đó cụ thể hóa biểu thức ở trên tử thì uh, chúng ta nhớ rằng quá trình x tiến về 0 thì là x nó đang khác 0, chúng ta không lấy dấu bằng. Kéo theo là cái fx chúng ta sẽ thay thế được bằng biểu thức ở phía trên này, tức là một cộng sin bình ở tất cả mũ 2 chữ x. Còn f tại 0 chúng ta có rồi, f tại 0 nó bằng 1 đấy. Thay thế nó vào. Thì chúng ta được cái giới hạn dạng này không nhân liên hợp được bởi vì nó không có căn thì lối thoát là chúng ta sẽ sử dụng vô cùng bé tương đương xem xét các cái cặp vô bé tương đương thường dùng thì chỉ có cặp là e mũ u trừ một tương đương với u là thích hợp thôi à, bởi vì nó có dạng là giống như giống như phía trên đấy đấy là trừ đi một thế còn à, chúng ta không thấy cái e mũ đúng không thì đấy là cái bước mà chúng ta phải biến đổi nhớ rằng mình có thể biểu diễn à, một cái dạng lũy thừa mũ bất kỳ nào đó về cơ số e được tức là đổi cơ số về cơ số e bằng cái biểu thức này trong đó u ở đây nó là một cộng sin bình, còn v nó là hai chia cho x. Áp dụng cái biểu thức đổi cơ số này, chúng ta có thể viết lại tử số thành. Thì Lúc này nhận thấy cái dạng của nó giống với cả dạng của trong trong cái dạng vô cùng bé rồi. Trong đó u thì bằng cái biểu thức ở trên mũ. Thì áp dụng vô cùng bé tương đương này, chúng ta có thể viết lại cái tử số nó tương đương với cái mũ của thằng e, tức là tương đương với hai chia x nhân với log nepe của một cộng sin bình. Sau đó thì xem xét các cặp vô cùng mẹ tương đương thường dùng thì mình lại có một cặp nữa cho lúc này pair đúng không? Điều kiện là u cũng tiến về không thì ở đây xin nó tiến về không rồi, x tiến về không thì xin cũng tiến về không. Thỏa mãn. Do đó cho cái lúc này pair của một cộng sin bình tương đương với cả sin bình. Đấy. Cuối cùng đến đây chúng ta mới áp dụng xin x tương đương với cả x. Và rút gọn thì chúng ta sẽ có được cái tương đương của tử số lúc này là 2x thay thế nó vào. Thì lúc đó giới hạn chúng ta có thể viết lại thành lim của tử số thay bằng tương đương là 2x chia cho mẫu số là x thì dễ dàng thu được kết quả là bằng 2. Như vậy là xong. Chúng ta sang ví dụ số 3. Cũng là một hàm số fx có dạng ngoặc ngoặc nhưng ở dạng này người ta gọi là dạng phân rã để xác định, tức là mình xác định tách ra thành hai phần và trên mỗi phần đấy thì fx có một biểu thức khác nhau và hỏi rằng là có đạo hàm tại x bằng trừ một hay không thì tức là bài này chúng ta chưa biết là nó tồn tại đạo hàm hay là không chúng ta phải xét thì cái cách thức làm bài này nó sẽ gói gọn trong cái sơ đồ như sau tại một điểm x 0 nào đó nếu hàm số gián đoạn tại x 0 thì hàm số không có đạo hàm tại đó nếu hàm số liên tục tại x 0 thì nó có thể có đạo hàm hoặc là không có đạo hàm tại đấy nói tóm lại là để xét hàm số có đạo hàm tại điểm x 0 nào đó hay không thì trước hết chúng ta phải xét tính liên tục nếu nó gián đoạn, kết luận luôn là không có đạo hàm. Nếu nó liên tục, chúng ta sẽ xét tiếp biểu thức định nghĩa đạo hàm để kết luận là nó có đạo hàm hay là không. Ở bài này thì chúng ta sẽ xét tính liên tục tại điểm x bằng trừ 1 bởi vì mình đang muốn tính đạo hàm tại đó mà. Thì nhớ lại cái biểu thức điều kiện liên tục của hàm số. Và một dạng biến đổi tương đương nữa, đấy là giới hạn trái và giới hạn phải. Thì cái điều kiện giới hạn trái và giới hạn phải này nó bằng nhau là để đảm bảo cho cái giới hạn tại điểm nó tồn tại thì hai cái biểu thức, hai cách viết này nó tương đương. Và ở bài này chúng ta sẽ sử dụng cái dự trái dự phải Bởi vì sao? Bởi vì fx nó có hai biểu thức khác nhau ở trên hai miền khác nhau Nên chúng ta phải xét giới hạn một phía thì mới thay được các biểu thức tương ứng Cụ thể hơn, chúng ta sẽ làm các bước là đầu tiên là thay x0 bằng 1 này à, Sau đó thì chúng ta sẽ tính dành lần lượt ba thành phần này à, Dễ nhất là f tại 1 rồi F tại 1 tức là x bằng 1 thì f bằng bao nhiêu ấy thì chúng ta phải thay vào cái phần mà nó có dấu bằng thì ở phần bên dưới thôi chúng ta thay vào cái x bình thì sẽ được là trừ một bình phương bằng một tiếp theo chúng ta sẽ tính hai giới hạn một phía x tiến tới trừ một trừ có nghĩa là x nó nhỏ hơn trừ một và biểu thức của fx lúc này chúng ta sẽ lấy biểu thức ở phía dưới thay fx bằng x bình dễ dàng thu được kết quả của giới hạn này bằng một tương tự tiến tới trừ một cộng thì trừ một cộng nó lớn một rồi cho nên là chúng ta sẽ thay cái biểu thức ở phía trên cái này nó không phải dạng vô định chúng ta thay vào nó ra kết quả luôn bằng một dẫn trái bằng dẫn phải bằng giá trị hàm số tại điểm bằng 1 cho nên là fx của chúng ta liên tục tại trừ một như vậy là hàm số liên tục tại trừ một rồi chúng ta sẽ sử dụng cái định nghĩa đạo hàm để chúng ta xét tiếp là nó có đạo hàm tại đây hay không tức là mình phải dùng cái biểu thức này và x0 ở đây là bằng trừ một tuy nhiên là có hai vấn đề ở đây cần phải lưu tâm thứ nhất là uh, về cái sự tồn tại hay không tồn tại đạo hàm ở đây chúng ta chưa biết nó tồn tại hay không đúng không do đó là nếu mà nó tồn tại thì không sao nếu mà đạo hàm nó không tồn tại mà chúng ta lại viết là bằng như kia thì không ổn f tại trừ một nó không tồn tại mà chúng ta lại viết nó bằng cái biểu thức giới hạn là không ổn bởi vì nếu trong trường hợp mà giới hạn nó bằng vô cực thì giới hạn là tồn tại nhưng đạo hàm thì không một cái có tồn tại một cái không tồn tại mà mình lại viết nó bằng nhau thì rõ ràng là không hợp lý Do đó là trong những bài mà chúng ta xét tính có đạo hàm thì chúng ta sẽ không viết là f' tại x0 bằng cái lim mà mình chỉ xét riêng cái lim thôi. Và vấn đề thứ hai cũng giống như lúc mà chúng ta xét tính liên tục. Đó là mình không biết là thay fx là biểu thức phía trên hay phía dưới. Nếu mà chúng ta dùng cái giới tại điểm đúng không? Mà chúng ta phải sử dụng giới một phía thì mới thay thế được là phía trên hay phía dưới. Thay phía trên nếu mà nó tiến tới trừ một cộng còn thay phía dưới tiến tới trừ một trừ. Đấy là cái chú ý thứ hai. Tóm lại hai vấn đề là một Chúng ta không viết là f phẩy tại trừ 1 bằng cái lim bởi vì mình chưa biết nó tồn tại hay là không. Thứ hai là với những bài phân giã biệt xác định như này, tức là fx nó có nhiều biểu thức thì chúng ta phải xét giới hạn một phía. Chúng ta sẽ tính giới hạn bên phải. fx thì là biểu thức ở phía trên rồi, rõ ràng bởi vì chúng ta đã xét tới trừ 1 cộng. Nhưng f tại trừ 1 thì luôn luôn là chúng ta phải thay ở phần có dấu bằng phần có dấu bằng đây là phần phía dưới đấy x bằng trừ một nó có biểu thức ở ở trong cái x bình chúng ta phải thay cái trừ một vào trong đó và cái giới này đưa chúng ta tới cái giới giống phần ví dụ số 1 rồi đúng không chúng ta sẽ nhân liên hợp trong đó a thì bằng căn của hai cộng x còn b là bằng một rồi thì sau đó nó thu gọn cái tử số sẽ được là x cộng một thì nhận thấy là x cộng một ở trên tử và dưới mẫu có thể triệt tiêu được thì thu gọn tiếp và lúc này thay trừ 1 vào chúng ta sẽ được kết quả là 1 phần 2 Giới hạn phải nó tồn tại hữu hạn bằng 1 phần 2 Do đó là chúng ta có được cái đạo hàm bên phải tại đây Là bằng 1 phần 2 này Chúng ta xử lý nốt giới hạn bên trái x tiến tới trừ 1 trừ thì biểu thức của fx lúc này nó là x bình và nhận thấy là x bình trừ 1 thì có thể phân tích theo cái hàng đẳng bậc 2 được a bình trừ b bình thì bằng a trừ b nhân a cộng b đấy sau đó thì x cộng 1 nó triệt tiêu và chúng ta thay kết quả cuối cùng thì sẽ được là trừ 2. Giới hạn định nghĩa bên trái tồn tại hữu hạn bằng trừ 2. Cho nên là chúng ta tồn tại đạo hàm phía bên trái bằng trừ 2. Tuy nhiên là đạo hàm trái và đạo hàm phải là khác nhau. Nên là không tồn tại đạo hàm tại điểm. Ở đây chúng ta chỉ tồn tại đạo hàm một phía thôi. Không tồn tại đạo hàm tại điểm trừ 1. Rồi, kết thúc ba ví dụ, hy vọng là các bạn có thể nắm được sơ qua các cái dạng câu hỏi mà chúng ta có thể gặp phải trong cái bài mà phải tính đạo hàm và định nghĩa. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới hoặc là đăng trong nhóm Toán cao cấp HK Uni để chúng ta có thể trao đổi thêm. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.